Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2021 và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể lên này kênh YouTube này. Đấy, các bạn gọi kênh là Triệu Phú TV nhé. Phú này, Phú TV. Đấy, các bạn Triệu Phú TV. Đấy, kênh mình được là hơn năm gì nhỉ? Gần 56.000 lượt sub các bạn nhé. Đây. Các bạn kích vào video này, đấy, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Các bạn chọn những video mà gần nhất một gần ngày gần nhất để các bạn xem nhé. Đấy, kênh mình rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ các bạn lựa chọn nhá. Đấy ạ. Và hôm nay thì mình về mấy mẫu thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý luôn cho các bạn. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được hai dàn sản phẩm, hai sản phẩm là Samsung Lot 9 các bạn nhé. Đấy, Lot 9 thì lâu lâu lắm thì hôm nay mình về được hai chiếc thôi. Đấy, Lot 9 thì các bạn dùng con này là siêu phẩm rồi, dùng quá tuyệt vời luôn. Cái lúc thời điểm con Lot 9 mới ra là đắt ngang bằng con xe, đắt hơn cả xe Way bây giờ là gần 30 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, Lot 9 lúc cái thời điểm mới ra là hơn 20 triệu đồng cơ, đắt hơn cả con một Way này. Các bạn đi con Lot 9 không khác gì cầm các bạn đi cầm con Lot 9 không khác gì các bạn xách theo một Way theo người các bạn nhé. Đấy, nhưng mà với hiện năm 2021 thì hiện tại năm nay thôi thì là Lot 9 bên mình cực kỳ là rẻ, chỉ với giá là hơn 6 triệu đồng các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình của Lot 9. Màn hình của Lot 9 thì màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch, độ phân giải màn hình con này của nó là 2K các bạn nhé. RAM con này là RAM, mình sẽ xem con này là RAM bao nhiêu GB này. Mặc RAM con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Lot 9 của mình, bên mình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Hai con này của nhà mình đều là bản hàn 2 SIM 2 sóng nhé. Hai con Lot 9 là nhà mình bản hàn 2 SIM 2 sóng. Con này là màu bạc titan này. Đấy. Màu bạc xanh titan đấy. Ngoại hình thì con này thì còn 90 trên 90%. Máy đẹp leng keng xà beng luôn các bạn nhé. Đấy nhá. Và con màu gì nhỉ? Màu tím này thì các bạn mua về các bạn dùng, ví dụ các bạn học màu tím các dùng màu tím được. Hoặc các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ ấy. Nhân dịp ngày coi như là sinh nhật chẳng hạn, hay là ngày lễ tình yêu chẳng hạn đấy nhá. Đây. Đấy, con này thì là ngoại hình rất là đẹp, được leng keng luôn. Các bạn dùng Lot 9 này là thật. Các bạn mua những sản phẩm Lot 9 này dùng mà sướng hơn những sản phẩm đời mới bây giờ cơ. Mình khẳng định với các bạn luôn thôi. Thứ nhất là cái màn hình của nó rất là đẹp luôn. Mà thứ hai là nghe nhạc xem phim thì các bạn cực kỳ tuyệt vời. Các bạn xem phim 2K, 4K thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Những sản phẩm mà đời mới bây giờ các bạn mà để mà so sánh cái màn hình, nói thật với các bạn không bao giờ thể bằng được sản phẩm Samsung Lot 9 này bây giờ nhé. Những sản phẩm Samsung mà đời mới bây giờ đi, A11 chẳng hạn đi, nó còn đắt tiền hơn con này. Các bạn dùng những con này, các bạn xem phim 4K, xem phim 8K thì không bao giờ bằng luôn. Thì màn kia nó độ phân giải nó không bao giờ nó bằng cái bọn này cả. RAM 6, bộ nhớ trong 128GB thì các bạn quá thừa thãi để dùng rồi. Các bạn nghe nhạc này, đấy, RAM 6GB rất là sướng nhé. Đấy, loa cực kỳ là to và phê. Đấy, đấy, các bạn nghe nhạc thì cực kỳ phê luôn. Đây thì mình sẽ vào như là xem phim 4K, à phim phải phim 8K đi. Bây giờ nó có phim 8K rồi, đấy, Ultra HD này, các sẽ xem phim 8K thì nó thật. Thì nó không, nó đây, xem gì này. Đây, các bạn xem phim 8K. Đấy, nghiêng không có độ loãng mờ gì các bạn nhé. Đấy, các bạn xem phim 8K để khỏi chê luôn. Này, nó xanh vàng hay là hồng này. Các bạn nhìn nhỉ? Rất là chi tiết màu nhè luôn. Màn hình 2K nó quá tuyệt vời rồi cái đấy. Đấy, Lot 9 thì có hỗ trợ là cái bút Eiffel. Mà cái bút Eiffel này nó có tính năng cực kỳ là hay. Và các bạn chỉ bấm nút là chụp ảnh đấy các bạn nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Đây mình sẽ bấm bắt đầu luôn bút sen các bạn đây. Các bạn chỉ bấm nút sẽ là bấm chuột. Các bạn phải bấm xuống như sao. Đây các bạn đây. Các bạn chỉ cần bấm gì nhỉ? Các bạn chỉ cần bấm cái gì nhỉ? Cái bút nó sẽ vào tự động vào camera nhé. Đấy, Lot 9 dành cho các bạn mà chụp trộm cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, camera này. Nó sẽ có chế độ là Full HD này. Đấy. Và các bạn quay phim, ví dụ quay phim các bạn vào chế độ như là... Mình sẽ vào chế độ 4K cho các bạn này. Mình sẽ vào coi như là quay phim đi. Quay phim các bạn sẽ là chế độ phân giải của nó là 4K đây. Các bạn quay phim 4K thì khỏi phải chê luôn. Đấy, video này. Đấy, video 4K các bạn khỏi phải chê luôn. Quá là nét và mịn luôn. Các bạn chỉ bấm nút đấy thôi nhá. Mình sẽ sang chụp ảnh cho các bạn này. Đây, mình bấm nút thôi.
Đây, mình bấm nút sẽ là chụp ảnh. Đấy, mình bấm cái này nhé. Mình chỉ cần bấm cái ấy này là chụp ảnh rất là tiện lợi, mình không phải bấm điện thoại luôn. Đấy, Lot 9 cực kỳ là hay luôn. Đấy, hay hơn những sản phẩm đời mới bây giờ, mình khẳng định với các bạn luôn. Đấy. Đấy, Lot 9 này thì là màu xanh bạc titan này. Màu xanh bạc titan này thì là ngoại hình thì là đẹp leng keng xà beng. Màn hình là đẹp, không ám mối, không lưu ảnh gì. Bản hàn 2 sim 2 sóng. Thì con này thì bên mình đang bán với bạn giá là 6 triệu tư nhá. Đấy, con Lot 9 này bên mình đang bán với bạn giá là 6 triệu tư. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 này các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Một có hai số điện thoại 0966221789. Số này thì mình cũng dùng Zalo luôn các bạn nhá. Nếu các bạn nhắn tin Zalo mà Facebook mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Đây ạ, 0966221789 và 0833221789. Đấy. Và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối các bạn nhé. Đấy, rất ok cho các bạn nhé. Đấy. Và hình thức mua hàng thì rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chuyển khoản trước 100% trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc cho mình free ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm bạn nhé. Đấy, con Lot 9 tiếp theo thì là con này thì là bản màn hình cũng đẹp keng, không ám mối, không lưu ảnh gì, cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con Lot 9 này thì bên mình đang bán cho giá là 6.200k nhá. Máy đẹp leng keng xà beng luôn, các bạn mua về tặng bà xã, người yêu cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 các bạn nhanh hàng sớm nhất nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp và bên mình thì cứ lỗi đồng một tuần và bảo hành 6 tháng. Nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhá. Đấy. Đây địa chỉ cửa hàng mình đây, gần các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng, địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu cho đồng bán. Đây số nhà mình các bạn nhá. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Samsung S9 cộng. Đây, S9 cộng thì là màn hình con này là cũng là 2K, bản hàn 2 sim 2 sóng. Màn hình con này là tràn viền 6,2 inch các bạn nhé. Con S9 Plus này thì là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Máy màu đen bóng, ngoại hình thì con này còn 90 trên 90%. Con S9 cộng này cứ lúc thời điểm mình mới đi làm thuê ấy, cách 2000 lẻ mấy rồi ấy, thì mình cũng mơ tưởng và mình cũng mơ ước những sản phẩm là Samsung Lot 9 S9 này để dùng lắm, nhưng mà ngày đấy nó tận mấy chục triệu cơ. Nhưng mà nói thật với các bạn, tiền không bao giờ nghĩ mình có tiền để mua sản phẩm này. Nhưng mà năm 2021 thì điện thoại cũ rất là rẻ. Các bạn mua sản phẩm S9 Plus này dùng cực kỳ là phê và tuyệt vời. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.800k thôi các bạn nhé. Đấy, S9 Plus. Đấy, phiên bản hàn 2 sim 2 sóng, màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì nhá. Đấy, 4.800 thôi các bạn nhé. S9 cộng nhá, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB, bản hàn 2 sim. Đấy, tiếp theo thì nhà mình lại về con S8 này, S8 nhỏ này. S8 nhỏ này thì là màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Màn hình cũng nó cũng là 2K, độ phân giải 2K, tràn viền là 5,8 inch. Thì là RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB, bản hàn 2 sim 2 sóng. Đấy. Thì là con này thì là bị ruồi ỉa một bãi vào đây các bạn nhá. Này. Này, ruồi ỉa một bãi vào đây các bạn nhá. Chấm đen một tí này thôi các bạn nhá. Con này thì là vỏ thì có hơi phẩy theo thời gian. Đấy. Vỏ thì con này thì hơi phẩy theo thời gian. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.600k thôi các bạn nhé. Đấy, con S8 nhỏ này, bản hàn 2 sim. Bị ruồi ỉa một tí vào màn hình đây, màn hình đẹp không ám ố nhá. Thì là bên mình đang bán cho giá là 2.600k nhá. Đấy, 2.600k cho bạn nhá. Vỏ thì có hơi phẩy nhá. Hơi phẩy các cái mấy con trước nhá các bạn nhá. 2.600k con S8 nhỏ này các bạn nhá. Này. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con iPhone 7. Đây, iPhone 7 Gold, iPhone 7 Gold. Ngoại hình như con này còn máy còn 90 trên 90%. Máy cũ rồi thì nói 99% thì nó hơi quá. Máy cũ 99% thì các bạn tự nghĩ rồi, người ta chỉ có thay vỏ thôi các bạn nhé. 99% nhé các bạn nhé. Đấy, máy 99% tất cả là máy thay vỏ hết rồi các bạn nhé. Đây ạ, ngoại hình con này còn 90 trên 90%. Này ạ. Các bạn không thay thì gì nhờ, ở Việt Nam mình không thay thì Trung Quốc thay. Đấy, mình nói thẳng luôn các bạn, Việt Nam mình không thay vỏ thì Trung Quốc thay vỏ. Nhưng mà Trung Quốc họ thay vỏ thì các bạn khỏi phải chê luôn. Họ đóng lại như kiểu là một máy mới luôn. Đấy. Đây, iPhone 7. Con này là bản quốc tế 32GB. Đấy, bản quốc tế đây, bản Mỹ này, LLA này, 32GB này. Thì là tình trạng con này thì là máy còn 90 trên 90%. Con iPhone 7 quốc tế này thì mình con này thì là bao cho bạn là full xanh nhé.
và máy là còn zin áp suất nhá. Con này giờ mình check cho các bạn là full xanh này và máy còn zin áp suất luôn. Đấy, bao cho các bạn là máy còn zin áp suất. Các bạn đi mưa đi gió cực kỳ là tuyệt vời luôn. À, tình trạng pin con này thì là hơi kém một chút thôi, thì vì máy zin thì nguyên bản thì nó cũng pin nó hơi kém. Con này thì là một chủ đời đầu mà, thì nó khách thì mua từ lúc mà mấy chục triệu cơ. Con iPhone 7 này dung lượng còn 77% pin nha các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về các bạn xài, các bạn thời gian nữa các bạn kém xuống tầm 70 các bạn đi thay pin cũng được mà. Thì pin zin là dùng vẫn sướng. Con này thì bên mình sẽ xả rẻ cho các bạn giá là 3 triệu đồng nhá. Máy zin áp suất 3 triệu đồng các bạn nhá. iPhone 7 nhỏ này các bạn nhá. Con này thì cầm cực kỳ là nhỏ tay này, chắc tắn tay này. Các bạn đi cầm ra đường cũng rất là thích nhá. Các bạn về chơi game PUBG, Bugi cực kỳ tuyệt vời nhá. iPhone 7 này nhá, 3 triệu đồng, máy zin áp suất, pin 77%, bản quốc tế 32GB. Đây, và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Samsung. Con này là A8 2018 thì con này là bản Hàn. 2 SIM 2 sóng. Đấy. A8 2018 này, con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Thì là ngoại hình con này thì còn 90/90%, máy cũ rồi nói 99/98/100 thì nó hơi là bị khó các bạn nhé. Đây. Đây. A8 2018 thì con này cực kỳ, dạo này thì cực kỳ là hiếm. Con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con A8 2018 này, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Gì nhờ, màn hình con này thì là màn hình của nó là 5.6 inch. Con này thì cầm cực kỳ là chắc tay, bò tròn cất rất là chắc tay. Đấy, này, camera trước có được cái nó hai camera selfie luôn. Con bản Hàn 2 SIM, màn hình đẹp keng. Con này thì là màn hình đẹp keng, không ám bố hay không chất điểm hay không lưu ảnh hay không ngỗng ỉa này gì. Con này thì bên mình đang bản các bạn giá là 2.400.000 các bạn nhé. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng, 2.400.000 cho các bạn, tặng kèm các bạn một cái ốp mà chim công rất là xinh các bạn nhá. Ốp này mua gần 100.000 đấy các bạn nhá. Đấy, 2.400.000 nhá, A8 2018 này các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất ok. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là Samsung Z5. Con Z5 2016 này. Z5 2016 này, con này là bản Hàn. Gì nhỉ? Con này là bản Hàn đây. Z5 2016 con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Màn hình con này là màn hình AMOLED. Nói chung là màn hình AMOLED, các bạn xem phim hay là hình ảnh cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì là ngoại hình thì còn độ 85-90%. Vỏ thì hơi phải một chút thôi các bạn nhé. Đấy, con Samsung Z5 2016 này thì mình sẽ xả rẻ cho các bạn với giá là 1 triệu đồng. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Bản Hàn thì là 1 SIM các bạn nhé. Con này là bản Hàn 1 SIM. Con này là 1 triệu đồng các bạn nhé. Z5 2016, 1 triệu đồng. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc các em học sinh rất là ok. 1 triệu thôi các bạn nhé. Đấy ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là Samsung Z7 2016 đây. Z7 2016, con này cũng là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con này cũng là bản Hàn 1 SIM. Đấy, thì con này thì là màn hình là AMOLED, màn hình đẹp keng, không ám mối, không lưu ảnh gì. Màn hình cực kỳ là to. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân dùng một con máy phụ mà để cài Zalo với các bạn mà đi nước ngoài ấy, các bạn gọi về cực kỳ tiện. Mà con này thì có 1.500.000 các bạn nhé. Con Z7 2016 này là 1.500.000 cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 2016 này, các bạn nhận hàng để sớm nhất, bản Hàn 1 SIM, 1.500.000 cho các bạn. Này. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con Samsung Lot 7 FE này, thì con này là bản Hàn nhé. Đấy, Lot 7 FE thì con này là bản Hàn, 1 SIM. Cấu hình con này thì mình sẽ xem cho các bạn này. Lot FE, con này là Lot FE nhé. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM gì nhỉ? RAM, con này là RAM 4. Bộ nhớ trong là 64GB. Lâu lâu mình không bán con này thì mình cũng quên. Màn hình con này là màn hình 5.5 inch. Độ phân giải màn hình con này cũng là 2K các bạn nhé. Đấy. Đấy. Giá con này thì chỉ với giá là 2.500.000 thôi. Bản Hàn này. Con này là bản Hàn này. Bản Hàn 1 SIM. Đấy. Bản Hàn 1 SIM. Đấy. Con này là bản Hàn 1 SIM này. Màn hình thì là độ phân giải 2K. Đẹp keng. Con này thì màn hình đẹp keng. Không ám mối, không lưu ảnh gì. Đây. Ngoại hình cho con này còn 90%. Mặt kính con này thì là hơi phải thôi, kiểu khách người ta không dán cưng, dán chống sức thì nó hơi phải một tí thôi. Nhưng mà được cái là máy zin nguyên bản. Đấy, 2.500.000 cho các bạn nhá. Con này nó Lot 7 FE, 2.500.000 cho các bạn nhá. Đấy, bản Hàn 1 SIM, màn hình đẹp keng.
Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con Samsung A7-2018. Này, A7-2018 thì con này cũng là bản Hàn một SIM. Màn hình con này là màn hình của nó là màn hình là AMOLED Full HD cộng. Con này thì là màn hình của nó là cũng là tràn viền 6 inch. Con A7-2018 này, con này là bản Hàn một SIM, 3 camera. Đấy, ngoại hình thì còn 90/90%. Thì là con này thì là phiên bản của nó RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì mình cũng thanh lý bạn giá là 2.500k con A7-2018 đấy các bạn nhé. 2.500k. Đấy. Các bạn nào thích sản phẩm Samsung A7-2018 này, các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số tài mình hàng. Và đây địa chỉ hàng mình đây, gần các bạn thể là qua trực tiếp để giao lưu trao đổi mua bán. Ở xa thì mình có ship nên các bạn yên tâm hỏi lo. Đây. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình là còn về được con này là con Solex Performance. Solex Performance thì là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Thì là con này thì là hàng Soli, của hàng này hàng của Nhật rồi nhá. Hàng của Nhật thì các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Đấy, máy của Nhật các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Con này thì mình sẽ xả cho các bạn với giá là 1.550k các bạn nhé. Máy thì con này máy còn 90/90%. Solex Performance 1.550k các bạn nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Máy màu bạc titan này rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Các bạn mua về chơi game cực kỳ tuyệt vời luôn. Con này còn chống nước nhá, các bạn đi mưa đi gió hay đi biển rất là ok. Đấy, thôi thì mai còn mấy con nữa thì mai mình thanh lý nốt. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp với nhà hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm phúc, và tháng Tết rồi thì các bạn nhanh nhanh kiếm thật nhiều tiền, ủng hộ những sản phẩm điện thoại cũ của mình nhé các bạn nhá. Xin chào các bạn.